các bạn thấy mình giống chưa các bạn ơi? Nếu mà gáp lại á, trời ơi, không biết ai là ai luôn á. Anh Quà Sao trở lại từ đầu tập 26. Sao giống Khoa Keo vậy trời? Hello, xin chào tất cả các bạn. Từ đó tới giờ là mình quá trang thành những người nổi tiếng quá chừng luôn các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ quá trang thành fan của mình nha các bạn. Để mình sẽ chọn một bạn fan cứng của mình để mình quá trang nha. Thử coi là các bạn xem coi giống hay không nha các bạn. Bạn đầu tiên mình khóa trang á thì sẽ là fan Thanh Quà Sao, bạn Lung nha mọi người. Trời đất ơi, mới vô là cái tóc hết 108kc rồi. Trời ơi, em báo anh nữa rồi em ơi. Rồi ok, thì do mình làm video là mục đích của mình á là mình sẽ quá trang thành bạn này luôn nha các bạn. Đấy, mình sẽ bỏ ra 108kc mình chơi luôn nha. Đó, trời ơi, anh thấy em máu chưa? Đó, 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 đó. Rồi bây giờ mình sẽ quất luôn cái áo này nữa nha các bạn ơi. Áo lên cục tai đen nha. Đó, trời ơi, 3.000 tiền sao nữa. Trời ơi. Rồi cái quần nữa nha các bạn ơi. Trời, 900 tiền sao nữa. Đó, nó dài cái voi à, nó dài cái voi mình không nhớ là mình có hay không nữa các bạn. Đó, đôi cánh à, đôi cánh này là đôi cánh thiên thần xì lam à. Hình như là đôi cánh này mình có các bạn. Rồi tiếp tục đó là kính tròn trắng à, cái kính này hình như là mình có luôn các bạn ơi. Và cái mặt ửng hồng à. Cái mặt ứng hồng này mình nhớ không lầm hình như là mình cũng có nữa các bạn. Thôi mình mua luôn nha. Đó, 1.800 tiền sao rồi. Bây giờ mình sẽ quá trang thành bạn này nha các bạn. Đó, mình sẽ gắn cái này vô. Đó, và ba cái này nữa. Và mình sẽ biến thành nhân vật em bé nha. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đeo kiến vô nha các bạn. Bạn đó là một cái kiến màu trắng. Cái kiến màu trắng thì nó sẽ nằm ở đâu ta? Đây. Đây, cái kiến màu trắng này các bạn. Đây, mũ có thằng lằn nè. Bây giờ đến đôi cánh nha. Đôi cánh xì lam. Ủa, đôi cánh này không phải rồi. Đôi cánh này bự quá. Đôi cánh có xì lam nhỏ hơn một xíu. Đây. Ồ, xịn. Rồi, bây giờ đến đôi dài. Cái con cá voi nha. Ồ, mình có luôn nè. Wow, bây giờ mình sẽ đi nhậm tóc nha các bạn. Ok, mình đã qua được khu trung tâm rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi nhậm tóc nha. Mình sẽ nhậm tóc màu cam này qua màu hồng nha các bạn. Trời ơi, cái bạn fan lùng này báo quá. Đã bỏ ra 108kc rồi. Bây giờ phải qua đây thêm nhậm tóc nữa. Em báo anh quá à. À, hồi nãy mình nhớ không lầm thì bạn đó là nhậm tóc màu hồng nha các bạn. À, chắc cái này rồi. Đó, 3.000 tiền sao nữa. Trời đất ơi, nghèo luôn. Ui, wow. Mình thấy bây giờ là mình rất là giống bạn đó luôn á mọi người. Đấy, bây giờ thì mình vô mình xem nha. À, các bạn thấy mình giống chưa các bạn ơi? Nếu mà gáp lại á, trời ơi, không biết ai là ai luôn á. Đây là 10 điểm nha các bạn. Đấy, các bạn thấy mình quá trang quá giống hay không? Wow, quá là giống luôn phải không nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiếm thêm một bạn fan thứ hai của mình nữa nha các bạn. Đấy, không biết là ai đây. Wow, bây giờ đến bạn Phúc nha các bạn ơi. Bạn này cũng là fan của mình nè. Ô, bạn này mới cấp 3 thôi mà thôi kệ, fan của mình là mình cấp B nha. Đấy, fan Thanh Quà Sao mặt cười nè. Bạn Phúc nha mọi người. Bạn này có tay chắc mình thấy cũng khá là đơn giản đó các bạn. Đầu tiên là mái tóc vàng nè. Và đôi dài nè. Đó, và cái túi vani nè. Và thêm cái trang phục vani nữa các bạn. Cách loại bạn này khá là dễ đó mọi người. Mình sẽ quá trang tóc nè. Đó. Tóc xong rồi giờ tới bộ đồ nè. Bộ đồ này kéo xuống. Nó nằm ở đây nè các bạn ơi. Mình nhớ không lầm là hình như nó là màu xanh dương thì phải. À, màu tím luôn à. Wow. Đó. Vậy là mình chỉnh có nhân vật của mình cao lên nữa các bạn. Đó, bây giờ là giống bằng đó quá chừng luôn á mọi người. Wow, bây giờ thì mình đến đôi dài nha các bạn. Đấy, mình sẽ cốt lay đôi dài của bạn này nè. Đó, bạn lấy đồ dài màu đỏ nè các bạn. Ồ, xịn nha, giờ tới ba lô nha. Đấy, ba lô thì bằng đó đeo cái ba lô bono các bạn. Đấy, ba lô bono. Ồ, cái ba lô bono đâu rồi ta? À, đây nè. Wow. Bây giờ mình thấy mình rất là giống bằng đó luôn á mọi người. Khác một cái tóc thôi, bây giờ mình sẽ đi nhậm tóc nha. Đấy, bài lên đây. Đó, mình sẽ nhậm cái tóc này là màu vàng nha các bạn. Ui, đó, hình như mình bấm lộn rồi. Đó, màu vàng này nè. Ủa, màu vàng nào ta? Wow, hình như là bạn đó tóc màu vàng này các bạn ơi. Đó, mình sẽ bấm vô đây. Wow. Rồi, vậy là quá giống luôn rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đổi khuôn mặt nữa thôi. Đấy, khuôn mặt thì mình sẽ đổi qua đây. Khuôn mặt mình sẽ kéo xuống nút dưới nha các bạn. Đây, bạn ấy sẽ xài khuôn mặt này nè các bạn. Đó, bây giờ thì các bạn thấy mình giống bằng đó chưa? Đây, đó, các bạn thấy mình giống bằng đó chưa các bạn ơi? Quá là giống luôn phải không nè? Không biết ai là ai luôn đó. Ghê chưa? Wow, thêm một bạn fan của mình nữa nè các bạn ơi. TVT là cái gì ta? Mình cũng không biết nữa các bạn. Chắc là viết tắt tên của bạn đó mọi người. Ui, bạn này mặc bộ đồ khủng long à. Và một đôi cánh gì nữa nè các bạn. Đây, mình sẽ bấm vào trang phục của bạn này thôi. Trời ơi, tại sao em lại cái gì kỳ vậy? Giờ bạn này là chơi tóc nữ các bạn. Rõ ràng mình thấy bạn này là nam mà tại sao đổi tóc nữ? Wow, và một cái mũ khổng lồ nè. Và một bộ đồ khổng lồ nữa nè. Ờ, quần thì không có nha. Và một đôi giày nữa nè. Cánh mặt ong à. Trời đó, em làm khó anh rồi. Cánh ong mình không có các bạn. Kính găm cá voi. Ôi, kính găm cá voi mình có nha. Rồi bây giờ mình thử coi có lấy bạn này thử coi là được hay không nha các bạn. Đấy, mình sẽ bấm vào trang trí nè.
Đó, đầu tiên á là mình sẽ có like trước nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ copy cái mái tóc của bạn đó nha mọi người. Đây đây, tóc bạn đó. Đó, tóc đâu rồi? Bạn ấy thấy tóc gì ta, tự nhiên mình quên rồi các bạn. Đây, đúng rồi, tóc này đúng rồi. Tóc hai biến thắt lỏng các bạn. Đó, rồi tiếp tục nha. Tiếp tục là bạn đó chơi một nguyên bộ đồ khổng lồ luôn các bạn. Khổng lồ thì cái mũ trước nha. Đó, mình sẽ kiếm cái con khổng lồ xanh nha các bạn. Hai khổng lồ xanh, khổng lồ xanh. Không biết là cái con khủng long xanh này nằm đâu. À đây nè. Wow. Tới bộ đồ nha. Đó, có đầu là phải có đồ nữa các bạn, nó mới khớp với nhau. Bộ đồ nó nằm đâu rồi ta? À, khủng long xanh nè, khủng long xanh. Wow, đây nè các bạn ơi. Ôi mà đã có tay xong rồi nè. Bây giờ tiếp tục nữa nha. Đó. Cái quần mà nó không có các bạn, nhưng mà đôi cánh. Đôi cánh thì mình nó xài cái đôi cánh của cái con ong các bạn, nhưng mà mình không có. Mình không có rồi. Nhưng mà mình có con cái cánh của con ong hoa ke các bạn. Đấy, mình sẽ đeo cái cánh của con ong hoa ke vô nha. Rồi, hoa ke đã ghiền nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục nữa nha. Bây giờ thì bạn đó sẽ đeo cái kiến này nè. Wow, giờ mình thấy mình rất là giống bạn đó luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ chỉnh cái con nhân vật của mình nhỏ xuống nha. Đó, cho nó giống như bạn đó nha. Đó, à bạn đó không có mang giày các bạn. Bạn đó không có mang giày. Đây đây, mình sẽ bỏ luôn đôi giày ra nha. Trời ơi, quá chừng giống bạn này luôn rồi các bạn. Ủa mình nhớ lộn rồi các bạn ơi, hình như là bạn đó có đôi giày khủng long nữa. Trời ơi, đúng rồi, nguyên bộ khủng long. Vậy là mình phải kiếm thêm đôi giày khủng long nữa các bạn. Ê đây nè, đây nè. Wow. Rồi, vậy là mình đã giống bạn này rồi nè các bạn ơi. Khác đôi cánh thôi nha, nhưng mà các bạn thấy giống không nè. Wow, cái này mà khớp lại á là không biết ai là ai luôn á các bạn. Ôi, ghê chưa, xịn chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quá trang thêm một bạn fan của mình tiếp theo nữa nha các bạn ơi. Không biết ai là fan chính của mình ở đây. Wow, đây là một bạn fan của mình đó các bạn ơi. Bạn Mi Trinh gì nè. Đó, trời ơi, bạn này sao mà đen thui vậy. Bây giờ mình sẽ cosplay bạn này nha mọi người. Mình thấy bạn này dễ cosplay lắm á. Đó, trời ơi, cái gì mà có cái tóc với lại á, cái mũ vậy. Ồ, này là băng đô hồng mai nhỏ à. Và một cái mái tóc nâu các bạn. Và da màu đen nha. Mình thấy bạn này là dễ cosplay lắm á các bạn. Đây, mình sẽ vô thôi. Mái tóc nè. Wow, mái tóc này các bạn ơi. Ở quên nữa, mình sẽ tháo bộ đồ này ra trước. Đó, mái tóc nè. Và da màu đen nè. Và một cái mũ nữa các bạn. Đó, cái mũ hồng ma nha. À, cái mũ hồng ma nhỏ này nó ở đâu nhỉ? Cái băng đô quá các bạn. Không nhớ nữa ta, mình sẽ kéo xuống này mình kiếm nha. À, đây rồi. Wow. Đó, các bạn hãy so sánh đi các bạn ơi. Y chang nhau luôn nè các bạn. Wow, xịn chưa. Ủa, bạn này là khá là dễ á các bạn. Ok, vậy từ nãy giờ mình có like những bạn fan của mình xong rồi nha các bạn. Nếu như các bạn yêu thích á thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết, để mình sẽ tiếp tục có like những bạn fan cứng của mình đó nha. Trước khi kết thúc video á thì mình sẽ trả cái mini game cho các bạn nha. Đầu tiên á là video kết bạn nè. Ở trước video tập 25 á thì bạn này là người comment trước nha các bạn ơi. Mình sẽ copy tên bạn này. Không biết là bạn này có ghi cái tên sai hay không nữa, mà mình tìm kiếm hoài không ra, chắc mình sẽ bỏ qua bạn này nha. Cũng là trước video này mình sẽ quay một bạn may mắn nhận được thỏi vàng nha các bạn ơi. Cái này còn cũng hên xui lắm đó, không biết ai đây. Wow, bạn này nha mọi người. Những bạn nào muốn tham gia mini game của mình á thì các bạn nhớ để lại một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông nha. Và nhớ để lại tên nhân vật của mình bên dưới nữa nha các bạn. Còn bây giờ là mình sẽ gửi quà cho bạn này thôi. Wow, gửi được rồi nè, mình thả tim vô bạn này luôn nha. Sao bạn này có cấp 1 vậy ta, kỳ vậy. Ồ, lạ nhở. Ơi, vậy là video của mình cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt. Bye bye.